Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và đội tuyển Thụy Sĩ. Đây là trận đấu thuộc vòng tứ kết ở đấu trường Euro 2024 và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 6 tháng 7 và theo đánh giá thì đội tuyển Anh sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Thụy Sĩ với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể tăng 0,5 và hạ xuống còn là kèo đồng, mức tài xỉu là 2,25 hai trái và 2,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này, các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của đội tuyển Anh và đội tuyển Thụy Sĩ thì tuyển Anh thắng 4 và hòa 1 trước đội tuyển Thụy Sĩ. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Anh thì tuyển Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Thụy Sĩ thì Thụy Sĩ bất bại với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Thụy Sĩ được chấp 0,25 ở 90 phút chính thức nhé. Vì sao? Mặc dù gặp lại tuyển Anh thì tuyển Thụy Sĩ bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển Thụy Sĩ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu so với tuyển Anh. Thứ hai nữa thì nếu như kết thúc 90 phút chính thức hai đội có một tỷ số hòa thì chúng ta chọn đội tuyển Thụy Sĩ được chấp, chúng ta cũng thắng được nửa kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian gần đây thì cái phong độ của đội tuyển Thụy Sĩ nó cũng đang rất ổn định, hàng thủ đang chơi tốt và ở lượt trận này thì hầu như là đội tuyển Thụy Sĩ họ sẽ có được lực lượng mạnh nhất, thì biết đâu đội tuyển Thụy Sĩ họ sẽ làm lên một cơn địa chấn nữa, đó là đá bại được tuyển Anh để thẳng tiến đến vòng tiếp theo thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn đội tuyển Thụy Sĩ được chấp ở 90 phút, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,25 hai trái và 2,5. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng có từ 2 hoặc 3 bàn trở lên. Và ở những lượt trận vừa qua, cả đội tuyển Anh lẫn đội tuyển Thụy Sĩ đang có hiệu suất ghi bàn cũng đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và sẽ tiếp tục có nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau ở 90 phút với tỷ số là 2 đều hoặc 2-1 hay là 3-2 nghiêng về cho đội tuyển Thụy Sĩ. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Từ đầu vào trận, hai đội có thể là còn thận trọng, dự đoán cũng sẽ không có bàn thắng sớm đâu. Các bạn canh tài còn tầm dưới 2 thì vào. Ở mức hiệp 1, mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì tuyển Anh và hàng phòng ngự đang chơi vô cùng chắc chắn, thì có thể là Thụy Sĩ hiệp 1 họ cũng sẽ không để thua trước tuyển Anh đâu. Thậm chí là Thụy Sĩ mới là đội sẽ mở bàn với một bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Thụy Sĩ nha và đá tài 0,75. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn đội tuyển Thụy Sĩ và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy, chúc các bạn may mắn, ưu tiên chọn tài cả trận này.